bộ VIP tin tăng chiều cao toàn diện cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi với thành phần toàn diện. Con nói thật tí nha mày, không có thích lắm ạ. Cho nhà em thì nó hơi có khuôn phép vậy. Ví dụ như là lúc nào cũng phải có nước trà trong nhà, ăn cơm là phải ngồi đầy đủ bàn, đúng giờ ăn. À, bên chồng em thì có vẻ giống như người nam á, nó hơi được thoải mái trong cái những chuyện đó. Còn đối với em thì đến giờ cơm là ăn cơm, không có đi đâu hết. Muốn làm gì làm trước giờ cơm hoặc sau giờ cơm. Thôi giờ ai bận chuyện gì bận, nếu vô kịp thì ăn, không kịp thì thôi ăn sau. Được không? Không được hả? Cô này cũng cứng lắm chứ. Đúng là con dâu của cô nó nguyên tắc đó. Cô hôm nay cô nói thật đi, có những lúc nào cô bực mình phải ngồi đợi đầy đủ người ăn không? Cũng có. Thấy chưa? Em không có bao giờ em ra mặt. Em ví dụ như là em út trong nhà có chuyện gì em nói mẹ chồng em. Mấy đứa em trong nhà hoặc mẹ chồng có gì em nói với chồng em để chồng nó. Thường quá. Mượn bàn tay người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Em MC Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Kính chào quý khán giả. Tôi tên là Quỳnh Thị Tuyết Mai. Sinh 1959. Nghề nghiệp của tôi là buôn bán. Xin mời chị. Dạ năm nay em được 28 tuổi, hiện đang là kế toán công nợ tại công ty bất động sản An Gia. Em rất vui khi đến được tham gia chương trình này. Và năm nay em đã làm dâu được của mẹ là được 3 năm ạ. Mình có em bé chưa chị? Dạ rồi. Cái lần đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai mình á, cô thấy nó làm sao? Có ấn tượng không? Cô rất ấn tượng. Tượng về gì cô? Con trai của cô từ nhỏ tới lớn đi học không có bạn gái. Lần đầu tiên nó dắt về cô thấy có bạn gái, cô thấy rất là xinh xắn, dễ thương. Cô ấy nói gì với cô? Chào mẹ, em chào cô. Chào cô là ấn tượng rồi đó hả? Có nó làm có làm phụ gì trong nhà không? Có. Làm gì cô? Thì dọn, mới về thì dọn vô nhà, dọn đồ để trên bàn vậy đó, lau chùi vậy đó. Lau chùi trên bàn về lau liền luôn vậy đó hả? Rồi làm gì nữa? Có nấu nướng gì cho mẹ chồng tương lai ăn không? Dạ. Nấu món gì cô nhớ không? Món gì cô? Món lẩu. Lẩu hả? Ngon không? Ngon lắm. Lẩu gì vậy cô? Lẩu thai, lẩu chua rồi đó. Cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng tương lai của mình á như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì nếu mà cái hình dáng đầu tiên mà mẹ đập vào mắt em thì đó là một người mẹ rất là tất bật. Cái kiểu dạng kiểu như em cũng nghe qua chồng em giới thiệu trước rồi. Thì rất là thương mẹ. Cho nên là gặp mẹ thì cái thiện cảm nó nhiều hơn. Nhưng mà chị chuẩn bị tâm lý gì mà chị về chị dọn dẹp rồi chị nấu ăn? Tại vì khi mà đến nhà ai đó chơi, chứ không có nghĩa là về nhà mẹ không đâu, thì em đến bất kỳ nhà ai em cũng sẽ xông vào cái bếp là đầu tiên ạ. Thì cái ngày đầu tiên mà làm dâu đó như thế nào cô? Cô rất là khen con dâu của cô. Khen nữa luôn. Dạ, về làm dâu làm sao mà khen à? Tại vì nó dọn dẹp còn chu đáo. Dọn nữa. Rồi nấu gì nữa cô? Thì chỉ có nấu món lẩu thôi. Nữa. Làm dâu gì? Nấu lẩu nữa. Tại vì hai đứa em thứ đó là nó thích chị dâu nó nấu lẩu lắm. À. Giờ còn nấu lẩu không? Cũng còn. Đừng nói ngày nào cũng ăn lẩu nha. Nó lẩu ngon lắm hả? Vậy thì không biết là hai mẹ con mình hợp nhau cái điểm gì ngoài chuyện ăn uống nữa chị? Mẹ em thích được khen. Mẹ chuẩn bị đi đâu đó, mẹ mặc đồ này được không con, cái dép được không con, giống như là chuẩn bị quay này thôi là hỏi em chắc là mấy tiếng á. Dạ rồi na ra nói làm sao được không con, kiểu vậy. Thì mình cũng biết cái tâm lý mẹ như vậy. Cái lời chào của chị nãy giờ là hai mẹ con cũng nói mấy chai nước rồi đó. Em ngồi trong em tập đi tập lại cũng chịu khó nghe mẹ nói cái kiểu dạng vậy. Có thể những người khác thì sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đối với em đó là một cái làm cho mẹ vui, là em cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Tức là cứ khen mẹ suốt, làm theo mẹ vậy đó hả? Dạ. Cũng hay, cái này cũng hay. Dạ, lấy làm mẹ trước rồi mẹ cảm thấy mẹ rất là ok. Rồi xong đó mẹ bắt đầu từ từ mình mới chỉnh sửa lại. Mẹ ở chỗ này không có được, chỗ kia không được, rồi bắt đầu mẹ sẽ nghe mình. Còn nếu đầu chê liền là thấy bực bội liền là sẽ không nghe. Hay, cái này rất là hay đây. Đó là cái tâm lý, tâm mà lý, dạ. Mà chú Linh nghĩ rằng là con cũng nên rút kinh nghiệm. Dạ, đúng rồi. Mình đầu tiên mình kể mình cứ khen trước đi, không mất lòng ai đâu. Nhưng lấy tình cảm trước rồi sau đó từ từ sửa sao. Dạ. À, hay, cái này hay. Rồi còn cái gì nữa? Chuyện gì mà để mẹ chồng thương yêu mà ấn tượng em mãi mãi đến bây giờ luôn? Anh tại mẹ ấn tượng cái món lẩu, mấy em thích món lẩu. Thực ra em về em cũng nấu nhiều món lắm á, mà chắc mẹ quên hết rồi. Món lẩu thôi. Dạ, với lại mẹ hay từ hồi mà mới quen á, chắc mẹ ấn tượng tốt, cho nên mẹ hay đi khoe.
cho nên em cũng rất là nhớ đến giờ. Nhưng đi kể đi hàng xóm hay gì đó, con dâu tôi nhưng mà chết về mới quen thôi, cho nên là em cảm thấy rất là thích. Giống như là mình được nâng niu trước khi lấy chồng ạ. Ngoài cái chuyện ưng con dâu về cái lẩu đó, mẹ chồng còn ưng con dâu về điều gì nữa, điểm nào nữa? Con dâu của tôi thì nó lễ phép lắm. Tại vì nó về mới về có 2-3 ngày đầu mà ở trong họ hàng rồi nó chưa biết ai tên gì thứ mấy mà nó gật đầu nó chào hỏi. Người nào cũng thưa cũng là khen hết, mình thấy mình cũng vui. Vui lắm. Hai mẹ con có điểm gì không hợp nhau không? Mẹ em thích tám lắm ạ. Mà em không có thích nghe chuyện tám. Mới về nhiều khi lần đầu còn tha cho tại chưa có nói nhiều ạ. Lần sau về chơi là bắt đầu kể bà kế bên, rồi bà ngoài chợ, rồi bà tùm lum hết á. Rồi xong kể phim á. Thì sao phản ứng lại bằng cách nào? Dạ em cứ ngồi dạ. Dạ vâng vậy hả mẹ? Nếu mà mẹ để ý toàn nó có cái bài đó không à? Mẹ cũng không biết là em có nghe hay không. Cũng ráng nghe cho mẹ vui. Em ra đi đâu mẹ cũng cảm giác rất là hài lòng về con dâu. Nhưng mà giờ mới dám nói thiệt. Thiệt mà ngồi nghe chuyện người khác hoài cũng mệt đúng không em? Dạ. Nhưng cũng ráng tội nghiệp. Coi bữa nào mình kể mình nhìn qua nó coi nó có thái độ như thế nào. Cô ơi, chị lỡ nói vậy rồi cô có muốn kể nữa không? Không, không mà nói đó cũng vui mà. Đôi khi đó cũng là sự thật đó. Nhưng mà cảm giác gần gũi chú nên là hơn nữa. Có thể chia sẻ nhiều chuyện. Dễ dạ. Thương hả chứ. Em là quê ở đâu nhỉ? Em sinh ra ở Kiên Giang. Em là Hà Nam Ninh ạ. Hà Nam Ninh. Dạ. Bây giờ là Ninh Bình, Nam Định đó đúng không? Dạ vâng ạ. Còn cô là quê ở đâu nhỉ? Ở Long An. Long An. Một cái sự khác biệt rất xa về vùng miền. Khi về làm dâu đó khác không? Cũng có cái khác. Chị có thích hợp với cái cách sinh hoạt của nhà chồng mình không? Thực ra thì đến giờ con nói thật tí nhưng mà không có thích lắm ạ. Do nhà em thì nó hơi có khuôn phép chị. Ví dụ như là lúc nào cũng phải có nước trà trong nhà. Ăn cơm là phải ngồi đầy đủ bàn, đúng giờ ăn. À, bên chồng em thì có vẻ giống như người nam á, nó hơi được thoải mái trong cái những chuyện đó. Còn đối với em thì đến giờ cơm là ăn cơm, không có đi đâu hết. Muốn làm gì làm trước giờ cơm hoặc sau giờ cơm. Dạ. Hôm nay cô biết được như vậy á, cô có cảm nhận như thế nào á cô hả? Có bữa ăn cơm á thì không có, ví dụ như đủ mặt vậy thì cũng có thiếu một người, một đứa. Là mới đợi chờ thì con dâu nó hơi là khó chịu. Thật sự mà nói thì cái văn hóa của người miền Tây á là như là cứ mạnh ai bới tô cơm mà vô đó đủ ăn cơm là vô ăn thôi. Người ta gọi là không khách sáo lắm nhưng mà ở đó rất là chân thành mà người ta gọi là tự nhiên, rất là tự nhiên luôn á. Cái đó nó cũng là một cái loại, có một loại hình văn hóa. Con nghĩ là thí dụ mà vậy thì cũng tốt thôi, nó làm cho cái bữa ăn gia đình nó đầy đủ và nó ấm cúng hơn, giống như là đầy đủ mặt mọi người lại thì con thấy vẫn hay hơn. Nhưng mà nó thí dụ giờ mình ngồi cứ chờ hoài thôi, giờ ai bận chuyện gì bận, nếu vô kịp thì ăn, không kịp thì thôi ăn sau, được không? Không được hả? Cô này cũng cứng lắm chứ. Đúng là con dâu của cô nó nguyên tắc lắm. Dạ. Mình đó giờ mình vẫn duy trì như vậy được hả chị? Dạ. Những bữa cơm mà gia đình bên nhà chồng thì em thấy vẫn đáp ứng như vậy khi mà em về làm dâu á. Con thấy hay đó chứ. Tại vì nó hợp mặt đủ gia đình. Hay thì hay, cái chuyện nó không phải, không ai bàn cãi là cái chuyện đó là nó không hay. Nhưng vấn đề chỗ là cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình và mỗi cái thành viên trong gia đình đó. Cô hôm nay cô nói thật đi. Có những lúc nào cô bực mình phải ngồi đợi đầy đủ người ăn không? Cũng có. Thấy chưa? Lúc đó cô suy nghĩ thế nào? Thì cô cũng hơi bực mình. Tại vì nhiều khi như hai vợ chồng nó còn đủ rồi mà phải đợi hai thằng nhỏ. Đó mình giải quyết bằng cách nào chị? Rồi thì lúc đó em vẫn sắp cơm ra. Em vẫn sắp cơm ra rồi nói ngồi. Xong thằng em thứ hai, bữa đó là thằng em thứ hai đi ra ngoài mua đồ. Thì em mới nói là ăn sau. Nhưng mà sau cái bữa cơm đó thì là em nói với chồng em á, là tại vì anh hai trong nhà, nói chuyện thằng em đó là như vậy lần sau không được như thế nữa. Em không có bao giờ em ra mặt ạ. Em ví dụ như là em út trong nhà có chuyện gì em nói mẹ chồng em. Mấy đứa em trong nhà hoặc mẹ chồng có gì em nói với chồng em để chồng nó nói. Thường quá. Mượn bàn tay người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Như vậy thì cái mối quan hệ giữa em và những đứa em chồng nó hình như nó không có gắn với nhau. Chỉ là trong những vấn đề xích mích thôi ạ. Thì em mới giải quyết kiểu vậy, còn bình thường thì rất là vui vẻ. Những cái mâu thuẫn có khi nào nó xung đột, nó tăng lên gọi là không thể giải quyết được không? Có, hồi lúc mà mới quen thôi. Thì bữa đó con trai của cô không biết chuyện gì,
thì mà nó quát lên. Rồi thì con dâu này nó cũng vùng vằng, nó nổi cáo, nó cứ xách vali đồ nó đi. Con nói thôi con, đừng có xách vali đi, xách vali là quần áo đó. Cô đi, con đi về nửa đêm nó hôm. Lúc đó cũng xế chiều rồi. Để cái gì mai nói. Rồi sao cô nói 3 tiếng ông nghĩ nó không được. Cô mới giận quá, cô xách xe ra tới cổng thì dòm vô thì thấy im rồi cô mới trở vô. Lúc đó lý do là sao mà em cất vali em trở vô? Vợ chồng nên chia sẻ, không nên to tiếng, chứ đừng nói đến gây lộn hay gì đó. Nên là anh to tiếng, em không thể chấp nhận chuyện đó. Cho nên là em đã không chấp nhận thì giống như là chấm dứt. Cá tính quá hả? Yeah. Rồi tại sao mà chị bỏ vali chị quay trở lại? Nói chung là em cũng không nhớ rõ cái cảm giác lúc đó lắm, nhưng mà hình như là nó dịu cái cơn xuống hay sao. Thấy mẹ chồng mình xách xe đi hả? Giống như bùng phát quá, cái kiểu nó bùng ra rồi xong rồi nó giảm bớt cái đó đi ạ. Ngoài cái chuyện cơm nước vậy, cô còn có không hợp với con dâu mình điều gì nữa không? Cũng có. Còn nữa hả? Dạ, điều gì nữa cô? Tại vì cô cũng có một thằng em, nó lên Sài Gòn nó học cũng nhờ giả con trai cô, thì cũng ở tạm bợ. Nhưng mà con dâu cô cứ cằn nhằn hoài. Rồi nó đi về ban đêm ban hôm á, kêu thằng kia tắt máy xe, nhưng mà thằng kia nó cũng dạ dạ thôi, rồi con cũng tái diễn hoài. Có vẻ em là hơi nguyên tắc quá đúng không? Em thấy mấy cái đó đúng thì làm theo, chứ không có nghĩ đó là nguyên tắc đâu. Mà bây giờ là ý là quần đậu mông là mình vẫn bỏ rồi. Bỏ rồi, tại vì lúc phải đánh trước ốm à. Mà bây giờ em tròn trịa lên hơn trước, hơn tới 5-6kg rồi. Lúc trước 37kg kg à, bây giờ về nuôi được 4 mấy kg rồi. Tưởng đâu bỏ cái quần đậu mông bơm vô. Ủa mà bây giờ cái mông con có làm không? Không nói thiệt với mẹ đâu có làm. Quán có không? Đi. Mà mẹ thấy con dung dung nè, không có làm, không chịu giấu à. Mà đúng mẹ rồi. Đâu có ấy. Có nghĩa là con đứng lên coi có gì cần đập không, tư vấn cho. Chị tư vấn hay lắm. Tại đập đứng lên tư vấn coi có đập phá sữa gì không. Tại chắc sinh ba đứa người nở nang ra. Nhưng mà ngày đó nó ốm, bây giờ nó mập lên. Này mà đập lên rồi thôi Tướng Dũng đi coi như. Mày đây lỏng đập luôn. Lên là coi như là ghiền luôn. Ghiền ha. Đập lên là xỉu, theo... con trai gặp là cấm đầu á. Theo chị thì đập lên. Đập cho mọc. Thôi con sợ cắm đầu lắm. Trai nó cắm đầu. Rồi lỗ mũi quýnh cái này lên một chút nữa là nhìn ngã ngang ngã dọc luôn. Thấy chưa, tư vấn gì đó con. Cái lỗ mũi con đã dài dặn đầy đủ không? Nhưng mà đẩy cái này lên một chút xíu nữa. Đó, cho cái này nó kết vô một cái quýnh cái vòng một lên nữa là trai nó coi còn nó cắm đầu lật ngang lật dọc. Cái quần đậu mông bữa còn không? Còn. Không hết cái vụ ấy là coi như cô gửi cho con. Không có mua cái mới mà độ mong là coi như là đặt từ nước ngoài nha. Không, con cô phải mua con mới có vé. Cô phải mua cái quần. Nhưng mà con là coi như cho mặt là coi như cỡ xe ớt. Dạ. Xe ớt. Thế tôi biết sai luôn thấy chưa? Xe ớt. Rồi. Mẹ đỉnh lắm. Đúng là đây là duyên nghiệp. Chị có tin là coi như là thí dụ giờ chị nhìn cái giờ em nè. Mai mốt chị muốn tặng em đi về chị mua cái ngày bóc đó. Đánh lợi hại vậy đó. Chị đó hả? Ừ. Chuyên gia dữ vậy ta. Đó vậy đó. Em có đọc gì lượng chị không? À, quá đầy đủ. Chị ơi, thích cái trang của cưng lắm. Cái trang mà cưng đăng Facebook chị bình luận nhóc. Ủa vậy đó hả? Gia đình đồ con gái sinh nhật sinh đô rồi chị đăng chị rồi Tết rồi này kia em review cái nhà mà Facebook em. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, một cặp công chúa nhức nhối luôn. Vậy mà không bây giờ tôi liên lạc để làm cách nào có nhiều hộp. Chị bình luận đồ khen đồ dữ lắm mà. Bữa nào xuống dưới trời, nó biệt thự của cưng là như ý đẹp luôn. Chị mua đất dưới này kia. Ok. Trời ơi, cần là coi như chị hỗ trợ cho mua làm giàu luôn. Bữa nào xuống là thời gian. Dạ dạ dạ. Còn có gì đặt đi lấy cái đồ lấy cặp quần đụng mông. Con ghé con lấy quần đụng mông vậy. Là thiệt, là lúc đó cái vòng ba của nó có chút chiếu mà nó nhấp mà. Dạ. Giờ chắc nó sửa nó không dám biết nói. Biết sao không? Rồi dùng con trai trẻ mở đi ra đường nó gặp hot gơ đồ dò dài tới nách đồ hén vòng ngực, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Vòng 1 thì đầy mà vòng 2 thì có con ấn tông con nhỏ hén vòng 3 vung lên rồi bắt đầu bà này là bà sợ. Rồi bà sợ bà ghen dữ lắm, khóc hoài làm hoài trời khổ ngủ nghe gì được chứ. Chưa được đó là coi như 5 ngày là bắt đầu nó điện qua rồi. Từ lúc mẹ tư vấn tới giờ con thấy con còn ghen không? Chồng con có yêu thương con trời nhiều nữa. Dạ, chết cái gì? Thương nhiều, con thương nhiều hơn nhưng mà vẫn còn ghen. Mà nó ghen tại ghen nó dữ lắm luôn. Vậy hả? Ví dụ như gặp gái comment trên không cho Facebook comment cũng chạy qua quét mét cô nữa. Vậy đó. Cái đó giao tiếp thôi, đừng ghen mệt mình nữa con. Trời đất ơi, chị nói hoài có mẹ chồng thương vậy quá trời. Chị nói bây giờ mẹ nói đơn giản con thôi.
tao nói ghen, sanh ra già mà nó xấu tướng nữa. Dạ. Bây giờ là coi như con cứ việc làm đẹp, con làm kiếm tiền. Rồi thí dụ như chồng ăn gì thích là coi như là lo cho chồng ăn. Tuy mặc dù mình làm mình biết là chồng thích gì đó mình kêu người làm. Dạ. Rồi là coi như cũng quan tâm tới nó, rồi nó đi ra nó quen, nó suy nghĩ là đâu chưa chắc gì con nào được như con này. Dạ. Đó phở đôi khi cũng bằng con muỗi đó thôi, ăn con muỗi mẹ chắc ăn. Dạ. Đó. Rồi nếu như trường hợp ghen thì để mẹ ghen. Chị ghen à, chị ghen giùm trong dâu á. Ừ. Tụi con ghen để làm gì? Dạ. Ghen chi rồi tụi con xấu. Mẹ gì là mẹ chạy qua liền. Dạ, đúng rồi. Chạy liền. Có gì mét mẹ không? Rồi á là chị mới nói nếu như trường hợp kể cả dâu hai, dâu ba, nếu như con cô mà có gì là cô tự xử, tụi con đừng ghen. Tụi con ghen rồi bắt đầu con khóc, con ăn ngủ không được rồi xấu xí nó còn bỏ sớm nữa. Tụi con mét mẹ, mẹ xử đẹp tới nhà xúc luôn. Thiệt. Tới nhà làm luôn á. Ờ giờ con của bác có gia đình gì đó, con nên chia tay. Dạ. Bác không muốn là phá vỡ hạnh phúc của con. Bác mình xử nhưng mà mình xử bằng một cách là coi như tế nhị lịch sự. Dạ, văn minh cũng hơn. Dạ. Còn mình chỉ tới nói nhỏ nhẹ ha. Con có cái mà thiếu thốn điều kiện gì đấy bác giúp cho, rồi giùm ơn giùm phước, rồi coi như chia tay với con bác. Bác văn sinh con đấy chứ không phải xúc người ta. Đúng rồi. Làm gì khéo. Dạ. Khoan học, khoan học. Đúng. Đó là gì đó. Bây giờ con với mẹ chơi TikTok dữ lắm luôn hả? Dạ. Trời ơi tối ngày nó bắt con, làm cùng làm biên. Nhảy vô nhảy 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 là ai chỉ vậy? Đây nè, hồi đúc dịch. Dịch mà trên Sài Gòn chết ầm ầm đấy hen. Trời ơi chị thấy làm từ thiện giả mang luôn. Rồi ở dưới bắt đầu là áp dụng chỉ thị 16. Rồi nhà chị là coi như có máy văn nghệ cũng có cái đồ hộp ganh nhà vậy đó. Rồi chị làm sao chị nấu cơm rồi này kia chị nghe làm ầm ầm trong này, tưởng sao mở cửa thấy nó ca cái bài gì mà hot nhất là lúc đó là gì, rồi tới luôn thơ vậy đó. Rồi bắt đầu là coi như là đờn ca là nhảy vô, là nhảy vô tư. Cái đó là coi như ngẫu nhiên chứ không có sắp bài gì trơn. Rồi tự nhiên hot luôn đó. Đang mặc bộ đồ bộ con nó coi cụ lần cụ lự nhưng mà vô là nhảy biết sao. Mình làm cho tinh thần mình vững lên. Yeah. Để tối ngày trời ơi dịch Covid sợ chết rồi bắt đầu mình chưa có nhiễm mà chết rồi. Yeah. Cho nên mình làm cho nó cũng như là vui kích động tinh thần lên. Với cái năng lượng mình truyền tải cho bà con cho người ta vui lên. Yeah. Đó. Rồi sao tự nhiên nó đăng cái đó lên không biết ngày nào rồi bắt đầu người ta biết chị luôn á. À dạ. Trời lúc đó vất vả, em trên Sài Gòn vất vả. Trời ơi chị coi em với lại coi như là Phi Nhung. Yeah. Rồi lại cái gì Việt Khương, rồi chồng Việt Khương. Mà lúc đó chị ở dưới chị cũng làm dữ lắm luôn, chị cho dữ lắm luôn. Dạ. Ừ. Biết rồi chị xin chị mới đem lên đây. Biết sao, chị cho là coi như tài vật cái chị không đi, chị sợ chết. Dạ, rồi bệnh huyết áp đi rồi. Lúc đó ra ngoài là nguy hiểm lắm. Trời ơi, cưng thấy mắc cừ mà xỉu luôn, chị sợ Covid mà gốc cuộc nhà chị bị chết. Trời ơi, vậy hả cô? Chị nói với, cô nói với con nghe là coi như shipper đem đồ lại sệt, rồi đem vô nhà. Rồi bắt đầu nhà phải mua thêm là hai cái tủ lạnh hay chứa ăn một tháng chứ hết. Cái gì cũng sợ chứ mà gốc bị Covid. À. Tại thằng con trai đi làm việc rồi gì ở lay hết trên nhà luôn, bé này lay hết trên. Giờ là chị là còn chơi TikTok không, còn làm thì lâu lâu nó ngủ làm cùng làm điên. Tại vì lâu lâu nó ngủ qua làm. Mẹ ơi quá hỏi gì con, đóng phim đóng gì rồi mày kêu tao làm gì rồi. Là làm chị nói với Cưng, nó kêu chị đóng mà không có kịch bản kịch ơ gì trơn ngang. Tự nhiên bữa đó nó qua kêu làm mà làm hả, chị nhập vai, chị tưởng chị làm như thiệt cái đó. Nó sợ thanh mặt mày nó muốn xỉu luôn á. Sao vậy cô? Cái kịch bản, tại vì em cũng là làm TikTok. À. Em cũng làm TikTok cũng nhiều rồi, xong tới kịch bản mà kêu mẹ chồng diễn á, tới mẹ chồng khúc mà mẹ chồng chửi con dâu á. À. Mẹ nhập tâm quá, mẹ chửi em sợ quá em đứng em nghỉ diễn luôn. Chị xấu xa luôn hả? Mẹ ơi mẹ. Đâu có cái vụ mà giờ kêu đi mua mì cho cái ti, đâu có kịch bản gì đâu. Nó kêu bây giờ mẹ phải làm gì, còn con làm gì vậy nè, nó chỉ gì đó. Dạ. Rồi làm á bắt đầu mặt mày nó xanh dần muốn đẹp bẻ đó, tại vì người ông mà. Nghĩ rồi mẹ ơi. Sao mày làm gì con sợ cho mày diễn như thiệt luôn á, diễn viên luôn á chị. Mày diễn như diễn viên luôn á, không ngờ luôn á. Tại lúc trước giờ đâu có diễn với mẹ đâu. Mà năng khiếu mà mới nãy mấy xíu mà diễn liền ha. Dạ. Rồi. Không chị có năng khiếu á. Thật ra trong con người của chị có nhiều cái năng lượng tích cực á. Nó vui vẻ thoải mái, ai nói chuyện tiếp xúc với chị cũng rất là vui luôn. Dạ. Chuyện năng lượng, chuyện năng lượng, chuyện lửa, chuyện lửa. Dạ. Con trai á nó có giống chị không? Thằng nhỏ giống, mà lớn giống, lớn hiền. À. Chồng của Tiên nè. Chồng Tiên giống chị. Giống chị hả? Cũng chịu chơi đồ tiếu đồ này kia giỡn hết rồi vậy đó. Kêu nó vô đây coi. Đâu rồi? Okay. Vô đây coi. Sơn. Trai. Chú Linh gặp con. Vô đây Sơn. Dạ dạ. Để chồng của bé Tiên đó. Hồi lúc trước con cũng chú Vũ gì đó, không biết thương ai đâu. Tự nhiên học năng lượng từ mẹ, tự nhiên ngưỡng mộ quá. Rồi bắt đầu là học hỏi cho mẹ. Chị. Xin mời anh. Dạ. Rồi đi Sơn. Chào con. Trai mà.
không? Có năng lượng nhiều như mẹ con không? Dạ con năng lượng lắm. Nhưng bạn bè đâu cũng thích cũng Tiếu Lâm rồi như chị á. Dạ. Ước đồ này kia đi chơi với ai cũng thích chứ. Nhưng mà thật ra mẹ con rất là vui. Dạ. Đâu mà buồn có mẹ con xuất hiện là vui liền. Dạ. Những người này luôn luôn đem cái năng lượng tích cực cho mọi người. Dạ. Thật ra rất là vui. Chính ra con cũng nhờ mẹ chồng như thế nó đỡ áp lực. Chứ con bị gì lo âu. Rối loạn lo âu. Rối loạn lo âu mà con gặp một người mẹ chồng mà căng thẳng nữa đó là con mới mệt. Dạ. Nếu như gặp mẹ chồng căng thẳng là nhảy lầu luôn, trầm cảm nhảy lầu luôn. Lo âu là mệt lắm á. Con thấy sao bây giờ, con thấy vợ con có điều gì mà cần làm với mẹ chồng con, mẹ con không? Dạ. Thì lúc cưới về thì em cũng con cũng có chỉ dạy cho vợ con nhiều lắm. Dạ, nó cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Rồi về cũng phải chăm sóc, như phải để ý lo cho mẹ nhiều. Dạ, với mẹ cũng yêu thương hai đứa, hai đứa con nhiều lắm. Tới bây giờ thì vợ con đã làm được bao nhiêu phần trăm con khăn dặn với mẹ con rồi? Dạ, chắc được 50% ạ. Dạ, với lại là hai vợ chồng con cũng ở riêng nữa chú. Với lại hai vợ chồng con ở riêng với ba đứa con ở nhà với bên hai mẹ vợ. Mẹ vợ với cha vợ con ở gần đó không? Dạ cũng cách khoảng 100-200 mét à. Ồ, dạ. Lẩu qua lẩu lại. Lẩu qua lẩu lại. Chị nói nào? Chị đâu kêu khu dân cư 91B, còn chị bên cạnh quận Na, quận Ninh Kiều. Rồi chị nói là coi như là mua một tặng ba, bắt ông xui bà xui lên luôn. Rồi thằng em cũng bé Tiên lên đây chị cho học nghề sửa xe rồi luôn. Lên. Còn ông vợ nó làm tiếp bên công ty. Còn bà vợ giữ cháu nội chị. Đóng cửa dưới luôn. Nói chung là có qua có lại, đi qua lại qua mẹ, nhà mẹ qua vậy đó. Dạ. Hôm nay thì con muốn nói gì với mẹ chồng con không? Con mẹ là quá tuyệt vời rồi. Nói chung là chưa hồi đó đến giờ con không nghĩ là con sẽ gặp được người mẹ chồng như vậy luôn á. Con đã gặp được rất là nhiều trường hợp. Với lại coi bạn bè con này kia thì con thấy là chưa có ai mà được như mẹ mà quan tâm con chu đáo như là một người mẹ ruột như vậy. Khi mà con bệnh rồi này kia đúng không, chồng con là hỏi sao mẹ luôn á. Mẹ chứ không ở chung nhà chứ điện thoại là hoài luôn. Điện thoại con không nghe máy á, lo sợ mà mẹ mệt luôn á, mẹ là mệt luôn á. Rồi điện cho chồng con hỏi Tiên sao rồi, Tiên sao rồi, rồi coi nó sao vậy đó. Trời ơi, mẹ lo cho con như là con ruột luôn. Hồi đó tới giờ chưa từng bao giờ gặp cái trường hợp mà mẹ chồng mà thương con đến mức như vậy, cho nên là mẹ không có gì mà để con giận hay là không có cái gì để con phải ghét mẹ chứ. Tại vì mẹ quá tuyệt vời luôn. Chu đáo mọi thứ, kể cả lo cho cha mẹ của con luôn. Bây giờ con đứng lên ha. Con ôm mẹ của mình đó. Con nói lời cảm ơn hay diện cảm xúc gì con với mẹ chồng đó. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn. Thì con... Người ta nói là lấy chồng á thì sẽ khổ, nhưng mà thật sự luôn là từ khi con lấy chồng á là cuộc đời con nó thay đổi luôn á. Kiểu như là con không ngờ lại cuộc đời của con nó lại được sung sướng đến mức như vậy. Hồi xưa con ao ước cái gì á là giờ mẹ về mẹ lo cho con chu đáo hết tất cả mọi thứ. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn. Mẹ thương con. Dạ. Đừng lo, mẹ nghĩ con như con ruột của mẹ chứ không nghĩ là con dâu. Mẹ thương hai vợ chồng con lắm, thương cháu nội mẹ. Lúc trước đó là coi như là tưởng đâu là có chồng về chỗ này là coi như là cái màu đen tối rồi, nhưng mà không nhờ là quá trời màu hồng sáng sủa luôn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng rồi. Hy vọng là coi như là Quyền Linh sau này gả hai cục vàng của Quyền Linh gặp bà vợ chồng hiệu trị nè nghe. Bữa nay lấy vía nhả vía, nhả vía nhả vía nhả vía mà xui. Con trai cũng muốn nói gì với mẹ không? Dạ con cũng muốn nói gửi lời cảm ơn đến mẹ đã luôn yêu thương và tần tảo với hai đứa con và hỗ trợ hai đứa con trong suốt thời gian qua, trong kinh doanh cũng như trong hạnh phúc gia đình. Hai đứa con cảm ơn mẹ rất nhiều và hai đứa con hứa là sẽ cố gắng phát triển theo những lời mẹ dạy và sẽ luôn hiếu thảo với cha mẹ và luôn hạnh phúc gia đình. Nhân chương trình này thì mẹ cũng rất vui là vinh dự gặp chỗ chú Quyền Linh với lại chị Lê Lộc. Thì mẹ cũng có xem qua nhiều cái chương trình mẹ chồng nàng dâu để tạo điều kiện đôi khi cho mẹ chồng và con dâu cởi mở với nhau, hay là hoặc là coi như con dâu tốt và vợ chồng tốt để truyền đạt cái thông tin
cho là coi như là tất cả bà con xã hội để là học hỏi cái tốt để tạo gia đình hạnh phúc cho dâu rể xuôi gia cho nó được hòa thuận với nhau. Có nghĩa là mình bớt đi cái phong kiến, mình bớt đi cái cô hủ, mình bớt đi cái độc quyền. Để chi? Để cho con mình hạnh phúc, xuôi gia hạnh phúc, cháu mình hạnh phúc. Cho nên là nhân cái dịp này thì cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn Lê Lộc. Và cái cầu mong lớn nhất của mẹ, mẹ không hề cực khổ, mẹ không hề than lan, miễn làm sao tụi con hạnh phúc với nhau, yêu thương nhau, để sau này gây dựng một cái gia đình cũng lo cho con của con, cũng như chính bản thân mẹ lo cho tụi con vậy. Cảm ơn rất nhiều. Con có món quà nào tặng? Con có món quà tặng mẹ. Wow, mà nào giờ mình tặng con dâu không à? Con cô chắc ít khi nào được cô dâu tặng quà hả cô hả? Cũng có, thỉnh thoảng có, nhưng mà cô tặng nhiều hơn dâu tặng cô. Hôm nay không biết món quà gì đây à? Nói tưởng này em tặng. Thì hồi lúc trước con nói chung là cũng nhờ mẹ, cho nên là cái sự nghiệp của hai vợ chồng con bây giờ là cũng thành công rồi. Thì con cũng có nhiều lần nói là mẹ ơi mẹ nghỉ làm đi để hai vợ chồng con lo cho, nhưng mà chắc là chưa có đủ đô với mẹ cho nên là mẹ vẫn chưa chịu nghỉ. Cho nên á là chẳng có món quà nào quý hơn bằng sức khỏe của mẹ hết trơn á, cho nên là con tặng cho mẹ là cái phần quà sức khỏe để cho mẹ truyền năng lượng, để cho mẹ khỏe hơn. Tại vì cũng mẹ cũng hay bị nhức đầu này kia, con cũng nghe người ta tư vấn á, cho nên là con mua cái gói truyền năng lượng này để cho mẹ khỏe hơn. Giờ con chỉ mong cho mẹ có thật là nhiều sức khỏe thôi. Rồi, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Chỉ là mua cái gói truyền năng lượng. Cái này con biết rồi cô. Là cũng như là sạc pin đó. Tại vì cái bình bây giờ nó muốn hết bình, nó sạc vô làm có nữa đặng lo cho nó nữa đó rồi người Linh. Cái này con gửi tặng mẹ. Rồi, cảm ơn con. Cái này con mẹ anh gửi tặng em. Trời ơi. Chương trình là coi như là món quà hiếu thảo của con trai chị. Chị xin chân thành gửi tặng Huyền Linh lấy cái vía của chị nè. Trời ơi. Lấy cái vía nữa có là coi như là làm xui có con dâu là coi như ơi gả con gái là coi như là được bà vợ chồng ngon lành. Dạ. Tặng lại cho Lê Lộc tặng mà sau này làm một cái doanh nghiệp công ty luôn. Trời ơi. Vía. Em nhận đi chứ chồng không tặng. Trời ơi, cái này là coi như là lấy vía sau này là được bà vợ chồng gì, còn Huyền Linh là được bà xui gì nè, có hai cục vàng Huyền Linh đẹp gái lắm. Số hộp nữa. Nghe. Con nói thiệt là 6 năm rồi vẫn cái chương trình mẹ chồng nàng dâu mà chưa bao giờ con với chú Quyền Linh được tặng bó hoa gì. Có ví dụ bánh quà trái này kia, nhưng mà đây là cái vật cảm thấy là nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Và như lời cô nói là mong sao cho con với chú Quyền Linh là nhà nào cũng được hạnh phúc, yên vui. Thì con xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Tiên, cảm ơn vợ chồng em ngày hôm nay đã đem một cái câu chuyện rất là hay gửi đến mẹ chồng nàng dâu. Và con mong rằng năng lượng của cô sẽ được lan tỏa tới nhiều gia đình hơn nữa. Dạ, cảm ơn con. Một bó hoa rất đẹp, đẹp như tấm lòng của gia đình dành cho Quyền Linh với Lê Lộc. Và chúc chúng ta cuộc đời nó vẫn mãi mãi đẹp, đẹp hơn là những đóa hồng như thế này. Đẹp từ trong tâm, đẹp từ trong chính gia đình của mỗi người chúng ta. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn, đặc biệt là mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn em. Chị cũng chúc gia đình em và Lê Lộc, quan trọng nhất là sức khỏe và gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, làm đâu được đó, phát tài phát lộc giàu sang phú quý vậy đầy đủ rồi, không còn thiếu gì hết. Nhân dịp ở đây cũng chúc cho toàn thể quý vị khán giả xem đài cũng như chương trình mẹ chồng nàng dâu có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, mọi việc đều bình an, đại kiết tường. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị, cảm ơn gia đình. Cảm ơn cô. Chương trình có một ít quà nho nhỏ gửi tặng cho cô. Dạ. Rồi. Dạ. Con xin được gửi tặng cô và cả nhà mình một món quà. Tuy rằng món quà nó nhỏ thôi nhưng mà con xem như là một lời cảm ơn của con cũng như chú Quyền Linh cũng như là toàn thể ekip mẹ chồng nàng dâu gửi đến cho cô. Dạ, đây là bộ son Yurika gửi tặng hai mẹ con mình. Dạ. Còn đây là cốt súp gà. Hy vọng rằng gia đình mình sẽ luôn trẻ đẹp nè và luôn nhiều sức khỏe cô nha. Dạ, xin chân thành cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn ekip làm chương trình rất nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại cùng ngày vào lúc 18:00 trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Dead Love. Còn bây giờ Quyền Linh và Đại Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.